chào các nghệ sĩ. Tôi đang có mặt ở Singapore. Như những gì mà chúng tôi đã từng trao đổi với các bạn thì một vật không thể nào rời xa được bên người tôi đó chính là điều khiển màn hình. Đây ạ. Nét văn hóa của Việt Nam mình lúc nào cũng bên người tôi. Tôi sẽ thử bình thường thì tôi sẽ để trên túi quần như này. Đúng ạ, rất tiện lợi trong di chuyển. Khi nào dừng lại thì tôi sẽ những nơi mà được phép hút thuốc thì tôi sẽ lấy ra. Và như thường lệ các bạn nhìn thấy ở trên các clip của chúng tôi đã cho phát hành ở trên mạng ấy, thì tôi sẽ đầu tiên sẽ xoay cái thủ xoay này để cho hai cái lỗ nỏ nó trùng vào nhau. Sau đó là tôi sẽ mở cái phần phía trên của nắp ra như này, tôi sẽ rút nó ra, đúng không ạ, để tôi kéo dài cái ống, tôi dốc cái này để lấy cái nỏ ra. Đây chính là cái nỏ. Cái gioăng cao su này các bạn sẽ kéo nó xuống để cho nó kín hơi, đúng không? Sau đó tôi sẽ cắm cái nỏ vào như này. Các bạn lưu ý là cho cái cựa nỏ nó nằm sấp xuống nhé. Đây. Cho nó thử độ kín hơi. Cái thế này là đã thành được cái điều biến hình. Bây giờ tôi sẽ cho nước vào nhé. Tôi sẽ cho nước vào bằng cách là bơm xi lanh giống như hôm trước, thì các bạn sẽ tôi sẽ lấy nước ở đây luôn. Tôi đã lấy nước xong. Các bạn nghe tiếng kêu không ạ? Bây giờ tôi chỉ việc châm thuốc và hút. Nhưng mà các bạn biết không, ở Singapore ấy, ở những nơi công cộng như này thì không có được hút thuốc. Cho nên là tôi không dám hút vì nếu mà bị bắt là sẽ đi tù đấy. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình khác.